Chào anh em nhé, mình bắt đầu là sẽ chế tạo một cái máy. Con này con H61 đời cổ rồi, RAM 4GB, chip i3. Con bên này trước kia nó bị một bệnh là cứ bật mấy vòng là ngắt. Thì mình đã nhả hết bảo vệ của nguồn cấp chip, nguồn cấp sau, nguồn cấp sau, nguồn 1.6-1.7V. Thì con này đã chạy, đã mở được nguồn và quay quạt bình thường là chạy, không xuất ra đường Vega. Đấy, chỉ chạy được các rời thì mình nhả bảo vệ. Và nó có một con đèn ba chân. Con đèn này nó cấp trong điện áp là cái chân data, chân 5 là chân 6 để mở video màn hình, thì nó bị thọt mất chân. Lúc không bị thì mình nhả nốt con ấy ra thì đã chạy. Cái bên này là của một người bạn vứt bãi rác, vứt đi rồi, không dùng được nữa, cho mình đã sửa. Và con chip Core i3 này nhặt từ bãi rác, quạt này ở một cái cây máy tính vứt đi của khách, mình nhặt mình gom vào. Đây là cục nguồn máy tính, nguồn đồng bộ. Con nguồn này là nó chạy một con đèn thường cấp 5V vào đây. Và mạch cấp trước của nó 5V nó bị chết. Đây. Và nó chết thì nó lổ linh kiện ra, không linh kiện thay. Và không biết thì người ta vứt đi. Với nguồn này giờ đi ra chợ xe chai nhặt mua chắc 10.000, 20.000, không ai mua cơ. Nhưng mình nhặt về và mình đã sửa lại con đèn này, nó là con đèn C. Mình đã cải lại mạch và cho nó chạy thành đèn trường IEF 630, cái loại chạy điện nào 400V và dòng là 20A dòng xuất ra và điện áp cao mà chạy rất ok, ổn luôn. Thì bây giờ là cái phần nguồn này rất là mát và bây giờ là mình ghép nó vào đây đó, ok nha. Mình ghép đây thành một cây máy tính. Và mục đích cái cây máy tính này nó sẽ là cái gì, mình đã thiết kế nó bằng cái gỗ này là ở một cái bãi rác người ta vứt đi. Mình đang nhặt và ghép thành một cái gỗ. Đấy. Và bây giờ đã thành được cái phôi. Tí nữa mình lại xin được cái này của thằng em mình, nó vứt ở bãi rác. Thế là mình lại nhặt được cái này, mình ghép nó vào. Vì nó là cái đồ thừa dán ở phòng ngủ của nó. Đây là cái giấy thừa của nó, mình ghép lên. Và mình nhặt được cái ổ cứng ở trong bãi rác 120GB. Ổ cứng này là ổ cứng một con 160GB, một con 120GB. Ổ này là ổ SATA. Ổ SATA mình đã xử lý. Con này là mình nhặt miếng gỗ là mình đã chế lại thành cây máy tính. Trong cây máy tính này thì mình lại nhặt được mấy cái nút ở máy xe như kia. Đấy. Người ta vứt ở bãi trà chai, mình nhặt về. Và bây giờ nó mốc dễ gỉ hết rồi. Đây. Các bạn nhìn chưa? Đấy, cái đồ này là đồ vứt đi rồi. Mình chế tạo thành một máy đánh tài xỉu, bắt tài xỉu, bắt chẵn nè. Và cái máy này được mình sẽ lập trình và phá tất cả những game online. Đấy, một cái máy này hiện giờ mình đang làm ra và bán ở ngoài thị trường và một ứng dụng phần mềm ở trung ứng dụng đây. Phá tất cả những loại máy xèng, tất cả máy tài xỉu, kể cả chẵn nè ở trên mạng. Nếu mà bạn nào thích mua thì liên hệ mình bán cái máy này. Hiện giờ là cái máy này mà làm, các bạn có chơi tất cả các loại game nào online thì trong này nó đủ các loại phần mềm để các bạn phá hết tất cả các loại công thức. Tất cả các loại công thức luôn, phần mềm luôn. Nó đủ các loại phần mềm cấp cho bạn những mã code để các bạn làm được những việc này. Và trực tiếp là mình là người đưa vào. Hiện giờ là mình đang chào bán là 50 triệu con cây máy tính CPU đồng lát này. 50 triệu. Cái này 50 triệu là một sự điên rồ cho những người bình thường không hiểu biết. Thế có những người hiểu biết thì chắc chắn là 50 triệu mà đẻ ra rất nhiều cái 50 triệu nhân đến 5 lần, nhân 100 lần người ta cũng sẽ mua. Đấy, các bạn yên tâm nhé, nếu mình làm xong mình cho chạy và cho tất cả bà con xem chứng kiến, ai không tin đến đây cho thử nghiệm nha. Bà bán cái máy này tự mình lắp ráp, tự mình chế tạo, bán giá 50 triệu. Anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho Phủ qua số điện thoại của mình. Ở đây mình không trình bày nhiều, không phải giải thích nhiều. Bán người cần mà đéo bán cho người thèm nha. Bán cho người thèm thì đéo bán, mà bán cho người cần. Thế thôi. Anh em nào có thể liên hệ cho Phủ 0374375999. Mình chủ Phủ Hồng Đức, tên là Nguyễn Hoàng Đức. Số tài khoản của mình là 1070022658853 Vietinbank chi nhánh Hải Phòng. Anh em nào có duyên cảm thấy thích môn này đến thử nghiệm máy, ok, mình chế cho anh em tất cả các loại game online phá được hết. Bởi vì dùng trên những tất cả những cái này, các loại này mình mod từ BIOS, mod từ hệ điều hành, mod từ tất cả các ứng dụng của nhà cung cấp các game online ra, mod hết lại các ứng dụng cho các bạn và các bạn phang là được 100%.
anh em nào có duyên thì đến thử nhá. Mình có thể cho anh em mượn, thuê thì là 10 triệu trong vòng 1 tháng, mua là 50 triệu. Ok, sản phẩm này mình thiết kế toàn bộ từ bãi rác vứt đi và mình lập trình. Ok nhá. Anh em nhớ thử đẳng cấp, cứ đến thử thôi, không sao cả.